quần sọt, vải là vải lay lịnh ha, còn thường còn hay gọi là vải đuổi đó. Chiếc vải này mùa hè rất là nhiều người chọn lựa do là nó mặc thấm hút mồ hôi tốt và rất là mát luôn nha. Vậy cái mẫu này là vải này có thun co giãn luôn ha, nó có một ít chất thun co giãn ha, nó vải đuổi nó là như vậy ha, mặc thấm hút mồ hôi rất là tốt, co giãn luôn nè, nó rất là thích. Và cái này của nó là hàng hàng xuất nhập là hàng Quảng Châu ha, hàng Quảng Châu nha, chất vải cực kỳ tốt luôn. Quần là dạng như quần lưng thun. Hôm nay là về thêm là có đủ size màu đen, hiện tại là có đủ size 2X, 3X và 4X ha. Có hai túi sâu này để điện thoại được. Quần là lưng thun dễ mặc nha, lưng thun dễ mặc ha. Cái form mình đang mặc là size 2X nha, size 2X. Và quần sọt ở đây nó tới 10 tới 12cm luôn đó. Cho nên mình không ngại bị lộ, bị hở ha, rất là dễ mặc, nó không bị hở nữa. Mẫu này nó có hai màu nha, màu đen và màu xanh, hai màu để các bạn